Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt tại xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021, tại khu vực nhà máy này xảy ra mưa lớn kéo dài. Cùng thời điểm, nhà máy đang đào bãi chứa rác chôn lấp tạm 2 năm trước lên để xử lý theo quy trình thì xảy ra sự cố sạt trượt hàng chục tấn rác. Cái lượng rác này trước đây là được xử phạt là nó khoảng 40.000 tấn. Thì cam kết với tỉnh là phải moi lên, móc lên là để thực hiện xử lý lại, không được chôn lấp, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Đó, trong quá trình moi lên làm thì do thiên tai mưa bão thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề trượt này. Khoảng 50 tấn rác từ trên đồi cao bị sạt trượt xuống thung lũng, che lấp một đoạn khoảng 20 mét dòng chảy phía dưới. Rác còn chôn lấp một phần diện tích canh tác cà phê của hai hộ dân. Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường kiểm tra và làm việc với các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Phòng Cảnh sát Môi trường đề nghị nhà máy đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố môi trường, khơi thông dòng chảy và thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho hai hộ dân. Phía công ty sẽ cho nhân sự là khai thông dòng chảy nước trước, là ngăn chặn cái lượng rác này không trôi đi. Mình sẽ gom, mình khi trời nắng rồi khô hết mình sẽ đưa phương tiện xuống mình gom lên trả cái gom cái lượng rác sượt này là trở lại về nhà máy. Cũng theo ông Cao Trần Quốc Trí, quản lý nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt, nhà máy đang mở đường xuống thung lũng, nếu thời tiết thuận lợi chỉ cần khoảng 4 đến 5 ngày sẽ khắc phục xong việc rác sạt trượt. Hiện tại, nhà máy xử lý rác Đà Lạt đã lắp đặt xong 3 dây chuyền xử lý, mỗi ngày có thể xử lý trên 250 tấn rác. Trong 5 tháng qua, do thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19, các khách sạn, nhà hàng ở Đà Lạt ngưng hoạt động, nên mỗi ngày nhà máy chỉ tiếp nhận từ 160 đến gần 200 tấn rác. Đây là nơi duy nhất xử lý rác thải cho thành phố Đà Lạt và một phần của huyện Lạc Dương.